Hey, mọi người ạ à. sau ba bốn năm học đại học thì tôi nhận ra mình chẳng có gì ngoài cái mồm luôn hoạt động hết năng suất còn các bạn của tôi thì đã có rất nhiều thứ điển hình như cái hàng ốc to đúng này đây hi, hi thật ra là cái biển nó to còn cái quán thì nhỏ nhỏ xíu xíu à ở dưới hải phòng chả có ma nào mời ăn ốc tự dưng lên hà nội lại có người mời ăn ốc hải phòng ơ kìa đã không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên trước hết là cứ phải làm miếng nem đã cho nó nuột rộng. nem dán chấm mắm ốc nó cứ bị đỉnh ý tiếp theo thì phải chén ngay con hàu này kiểu nó tanh gọi là hàu nướng phô mai mà chúng ta nên gọi là phô mai nướng hàu vì sao vì phô mai nó đầy ú, ú. hàu nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn ủa cơ mà hầu đâu rồi nhiều phô mai quá chị không nhìn thấy em trong lúc đợi con hầu nó báo ra thì chúng ta sẽ chuyển qua món ốc hương trứng muối ốc hương ăn giòn sần sật sốt trứng muối keo lại sền sệt béo béo ngậy ngậy chấm với bánh mì nó cứ phải gọi là bánh cuốn tôi khá ưng nước chấm ở đây chua chua ngọt ngọt cay cay khèo cả đống ốc vào bát như thế này rồi xúc ăn cũng rất là ngon em móng tay bơ tỏi này thì thơm lừng nhưng mà nêm đậm đà thêm chút nữa thì sẽ ok la hơn ăn ngao hai vỏi đây như chơi sổ số vậy mọi người ạ à. có con sạn có con không bác nào may thì chúng mà đen thì chiêu